Chào mừng các bạn đến với kênh Nước Gaming. Hôm nay mình chơi cái cảnh là nhiệm vụ thần vật cao cấp. Trong cái cảnh này thì có cây hàng rào băng các bạn, hàng rào gai băng và quả sầu riêng. Còn cái đậu này, cái đậu gì các bạn? Cái đậu gì mà nó bắn một lần 5.000. Quả sầu riêng thì nó có tác dụng là ngăn chặn những con zombie tiến vào bên trong các bạn. Con zombie nào mà nó đi vào trúng hàng rào gai này thì nó sẽ bị đóng băng các bạn, nó bị đóng băng và đi chậm lại. Cái đậu này nhìn nó rất là lạ các bạn, không biết nó là tên gì. Thằng băng đã xuất hiện thì làm cho những con zombie này nó đi chậm lại các bạn. Trong nhiệm vụ và cao cấp này thì những cái con zombie mình nhìn nó thấy nó cũng rất là cứng cáp các bạn. Đi vào mà rất tiếc là những cái cây đậu băng này nó rất là lợi hại, làm cho những con zombie nó không thể nào đi vào bên trong được các bạn. Và thêm một trợ thủ đắc lực nữa là cái quả sầu riêng. Cái quả sầu riêng đỏ này nó đứng làm hàng rào, có tác dụng như hàng rào quanh nút vậy các bạn. Cái quả sầu riêng này nó sát thương những cái con zombie này được. Còn hàng rào quanh nút là nó chỉ có chặn con zombie thôi các bạn, còn ngoài ra thì nó sẽ không có khả năng để chiến đấu với con zombie. Và cuối cùng thì cũng đã qua cảnh các bạn. Trong cái cảnh nhiệm vụ thực vật cao cấp thứ hai này thì có thêm những con zombie gà nữa các bạn. Những con zombie mà nó đem theo trên người nó những con gà. Những con gà này nó chạy rất là nhanh các bạn. Trong này thì có bắp cải bắp choi này nó giúp cho chúng ta tiêu diệt những con zombie này cũng rất là hay. Cộng thêm đó là cây đậu các bạn, cây súng bắn đậu là level 4 chứ. Cây súng bắn đậu level 4 này thì nó tiêu diệt những con zombie này cũng khá là mạnh mẽ các bạn, làm cho những con zombie này mất khả năng chiến đấu. Cây bắt choi này khi mà con zombie nó đi vào á các bạn, thì cây bắt choi của chúng ta nó sẽ đấm liên tục các bạn, đấm liên tục làm cho những cái con zombie này nó mất khả năng chiến đấu. Zombie gà vào rất là đông luôn. Con zombie độc báo đó nó rất là hung hăng đấy các bạn. Nếu như mà đánh hư tờ báo của nó là nó rất là hung hăng và ăn những cái cây thực vật của chúng ta cũng rất là nhanh luôn. Mình thì trong cái cảnh này bắt choi của chúng ta nó đang hiện ở level 3 nên nhìn nó cũng khá là ngầu các bạn. Bên cạnh đó thì có những quả vô tay. Quả vô tay này nó chính thì làm cho những con zombie này khó mà cưỡng lại được các bạn. Khi mà con zombie nó ăn cái quả vô tay thì cái quả vô tay sẽ làm con zombie mất khả năng chiến đấu. Zombie vào quá đông luôn các bạn. Các bạn xem kênh của mình nếu thấy hay hãy cho mình một like, một đăng ký và một chia sẻ nha các bạn. Các bạn nhớ nhấn chuông để nhận được thông báo mới nhất khi mình ra video mới. Video đến đây cũng đã dài, cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian quý báu để theo dõi video của mình. Cảm ơn tất cả các bạn, chúc các bạn một ngày may mắn vui vẻ.